Chào cô chú anh chị, em là bất động sản Tân Kim Nguyễn Dũng, Long An, Minh Thanh. Hôm nay review cho cô chú anh chị một căn nhà tọa lạc tại khu phố Kim Điền, thị trấn Nguyễn Dũng nha cô chú anh chị. Căn nhà này nó gồm có một trệt một lầu, hai phòng ngủ, hai toilet, ba phòng ngủ, hai toilet nha cô chú anh chị. Căn nhà này thì nó có diện tích là bề ngang 4, dài 28,5 nha cô chú anh chị. Căn nhà này thì nó tọa lạc tại khu phố Kim Điền, thị trấn Nguyễn Dũng, giáp danh với Bình Chánh nha cô chú anh chị. Ở đây á, cái vị trí từ căn nhà này á, thì nó cách bến xe Hưng Long á cô chú anh chị tầm khoảng 800m nha cô chú anh chị. Nó cách vị trí chùa Long Trường tầm khoảng 1km. Thì căn nhà này nó tọa lạc tại một cái vị trí rất là đẹp luôn nha cô chú. Trước mặt mình là nó có, trước mặt nhà của mình là nó có một con kinh, và cái hướng nhà của mình là hướng đông bắc nha cô chú anh chị. Hướng nhà của mình là tọa lạc hướng đông bắc. Căn nhà của mình là đường xe hơi vô tới nhà, một cái sân trước đậu xe hơi rất là rộng rãi luôn nha cô chú anh chị. Căn nhà của mình là gồm có một trệt một lầu, hai phòng, ba phòng ngủ, hai toilet nha cô chú anh chị. Đây cái khu vực nhà này, khu vực này thì nhà cũng rất là đông á cô chú anh chị. Cái đường trước nhà của mình 4m, và cũng có một cái hàng dừa rất là nhìn rất là thoáng mát luôn nha cô chú anh chị. Đây trước trước mặt của mình là nó có một cái view kinh cũng rất là sạch sẽ, rất là thoáng mát luôn nha cô chú anh chị. Một cái view kinh rất là sạch sẽ, rất là thoáng mát luôn. Rồi cô chú anh chị cùng em vào thăm căn nhà. Một cái sân trước này là 7,5m nha cô chú anh chị, rất thích hợp cho mình đậu hai chiếc xe ô tô luôn nha cô chú anh chị. Căn nhà cũng rất là mới luôn, một căn nhà rất là thoáng mát. Ở trước của mình á, ở trước thì có một lớp cửa rào bằng sắt bảo vệ cũng rất là kiên cố luôn nha cô chú anh chị nha. Rồi mình được một sở hữu một cái sân rất là dài, cái sân trước mình là 7,5m 8m đó cô chú anh chị. Thì trước mặt của mình là cũng được lót gạch đá bóng kiến, ra một lớp cửa sắt kiến cường lực nha cô chú anh chị. Rồi cô chú anh chị cùng em vào tham quan căn nhà. Trước mặt của mình đây là một cái lớp cửa sắt nha cô chú anh chị, một cái lớp cửa sắt được làm được sơn chống dỉ sét luôn nha cô chú anh chị, và một cái lớp cửa kiến cường lực luôn, là một lớp cửa bốn cánh luôn nha cô chú anh chị. Ở dưới nền của mình là được xài gạch đá bóng kiến luôn, gạch 60 đây nha cô chú anh chị. Căn nhà này thì cũng được vừa mới hoàn thiện. Ở đây gạch ốp tường lên, được ốp tường lên 1,6m hết luôn nha cô chú anh chị. Nhà cũng rất là mới luôn cô chú anh chị nha. Đây, trần cũng đóng la phong đồ này kia, các cái đồ trang trí đèn kiểu đồ này kia nha cô chú anh chị. Rồi em cũng xin nhắc lại cho cô chú anh chị được biết là căn nhà này có diện tích là bề ngang 4, dài 28,5 nha cô chú anh chị. Được tọa lạc tại khu phố Kim Điền, thị trấn Dục. Căn nhà này thì xe ô tô của mình vô tới nhà luôn nha cô chú anh chị. Căn nhà này có giá, một cái giá bán là 2,150 tỷ nha cô chú anh chị. Rồi cô chú anh chị cùng em vào tham quan căn nhà. Cầu thang cũng được làm bằng tay gỗ nha cô chú anh chị. Tay cầu thang được làm cũng làm bằng gỗ. Rồi thềm cầu thang cũng được làm bằng đá hoa cương trắng đen, cũng rất là nhìn rất là đẹp nha cô chú anh chị. Ở dưới đất của mình á là có một cái phòng ngủ này cô chú anh chị. Đây là một cái hành lang cũng rất là rộng luôn, gạch tường cũng được ốp lên 1,6m hết luôn nha cô chú anh chị. Đây cái phòng ngủ của mình cũng được xài bằng một cái gấp cửa gỗ, bằng cửa gỗ nha cô chú anh chị, cũng gỗ rất là đẹp luôn. Ở đây một cái phòng ngủ dành cho người lớn tuổi của mình nha cô chú anh chị. Gạch tường cũng được ốp lên 1,6m hết luôn. Thì cũng có những chờ sẵn những dây điện máy lạnh đồ này kia, công tắc đồ chờ máy lạnh có sẵn hết rồi cô chú anh chị. Rồi cô chú anh chị cùng em đi theo chân em xuống khu vực bếp ạ. Cũng trần cũng được đóng la phong thạch cao, được sơn một cái màu chủ đạo là trắng xám á cô chú anh chị, cũng nhìn rất là sáng luôn. Căn nhà của mình ở đây là khu vực bếp nè cô chú anh chị. Em quay cho cô chú anh chị thấy cái khu vực trần nha. Đây là khu vực bếp nè cô chú anh chị. Bếp cũng được làm bằng tủ gỗ luôn nha cô chú anh chị. Ở trên cũng làm được kệ bếp cũng làm bằng gỗ luôn, rất là đẹp nha cô chú anh chị nha. Mặt bếp cũng được làm bằng đá hoa cương đen. Tủ cũng được làm bằng tủ gỗ luôn nè cô chú anh chị. Đây thềm cũng được làm bằng đá. Ở đây thì có một cái lavabo nước hai học luôn, vòi nước đồ cũng rất là đẹp nha cô chú anh chị. Còn ngay chỗ này là có chờ sẵn một cái hệ thống nước cho mình
để máy giặt luôn á cô chú anh chị. Cũng đây một cái ổ điện gần kế bên luôn. Đây là khu vực cửa của phía sau này cô chú anh chị, cũng được xài một cái lớp cửa sắt bằng kính luôn nha cô chú anh chị. Phía sau của mình ở đây có một cái sân tầm khoảng 4 mét đó nha cô chú anh chị. À, một cái sân sau 4 mét cho mình phơi đồ này kia, đồ các cái luôn, cũng đang làm có chờ sắt sẵn này cô chú anh chị. Đây cũng phải có chờ sắt sẵn lên cho mình, nếu mà gia đình mình đông mình có thể làm thêm một cái phòng nhỏ phía dưới này cũng được đó cô chú anh chị nha. Còn ở ngay chỗ này, ở đây thì cũng một cái toilet dưới này cô chú anh chị, một cái toilet phía sau này luôn, là cái toilet phía phòng khu vực dưới đất của sân chờ phía sau này. Thì nói chung nó cũng đã đầy đủ công năng cho mình sử dụng nha cô chú anh chị nha. Cũng có một cái lavabo liền khối, và cũng có một cái bồn rửa mặt luôn, và cũng có một cái vòi nước luôn nha cô chú anh chị. Cửa thì cũng đường làm bằng cửa nhôm. Rồi phía sau của mình ở đây thì cũng có một cái vòi nước để cho mình giữa sân này kia luôn này cô chú anh chị nha. Rồi cô chú anh chị cùng em nhòm lại cái mặt sau của căn nhà này. Căn nhà này thì cũng vừa mới hoàn thiện nha cô chú anh chị. Nếu cô chú anh chị nào mà có thiện chí về căn nhà này thì cô chú anh chị alo em số điện thoại của em phía bên dưới ạ. Rồi cô chú anh chị cùng theo chân em để lên trên lầu để mình tham quan trên lầu ạ. Rồi cô chú anh chị cùng theo chân em nha. Phía trên lầu của mình thì gồm cũng có hai phòng ngủ rất là lớn, rất là rộng nha cô chú anh chị. Hai phòng ngủ và cũng qua một cái toilet luôn. Mình vừa lên trên lầu thì có một cái toilet nằm ngay chỗ này, một cái toilet cũng rất là rộng luôn nha cô chú anh chị. Cũng có một cái bồn cầu liền khói, rồi lavabo giữa mặt, rồi dây, cũng có một cái vòi sen, rồi cũng một cái cửa nhôm. Ở đây là một cái phòng này cô chú anh chị, cái phòng phía sau của mình rất là rộng luôn cô chú anh chị nha, rất là rộng, rất là thoáng mát luôn. Cũng có một cái cửa sổ phía sau rất là rộng luôn, trước chị một cái phòng lớn rất là rộng luôn. Cái phòng này cũng được xài cửa gỗ nha cô chú anh chị. Cái phòng này rất là lớn luôn, nếu mà gia đình mình đông á thì cái phòng này cũng có thể ngăn ra làm đôi được á cô chú anh chị. Rồi mình cùng lên tham quan cái phòng phía trên nha cô chú anh chị. Căn nhà này thì ở trên của mình này chỉ có hai phòng ngủ thôi, tại hai phòng ngủ rất là rộng luôn cô chú anh chị. Đây cái phòng ngủ phía trên của mình cũng rất là rộng rãi luôn này cô chú anh chị, cũng rất là rộng rãi luôn. Phòng này cửa cũng được là xài bằng cửa gỗ nha cô chú anh chị. Ở phía trước mình cũng làm một cái bếp lửa cửa hai cánh, cũng được làm bằng sắt sơn chống rỉ sét và khiến lực luôn nha cô chú anh chị nha. Phía trước của mình là cũng là một cái lan can rất là rộng luôn nè cô chú anh chị, rất là rộng luôn, cũng được xài bàn tay kiến cường lực rất là sang luôn nha cô chú anh chị, rất là sang luôn. Một cái sân trước nè, cái sân trước này cô chú anh chị rất là rộng luôn. Cái sân này có 8 mét thôi cô chú anh chị. Đường trước nhà của mình là 4 mét, và trước nhà của mình á có một cái hàng dừa và có một cái view kinh rất là đẹp nha cô chú anh chị, rất là thoáng mát luôn. Khu vực này cũng rất là an ninh luôn, điện nước internet các cái đầy đủ luôn nha cô chú anh chị. Ngay cái vị trí căn nhà này á, mình ra ngay cái bến xe Hưng Long á, ngã tư Quy Đức á, thì nó tầm khoảng 800 mét thôi nha cô chú anh chị. Nó ra tới ngay chỗ chùa Long Trường, chùa Long Trường ra đường Đoàn Văn Tuấn thì nó tầm khoảng 1 km nha cô chú anh chị, là nó đi cái hướng kêu bằng đường Tập Đoàn 2 á cô chú anh chị. Ngay cái vị trí này là ngay cầu Tám Bé đi vô, cách bến xe Hưng Long của mình là tầm khoảng 800 mét thôi. Rồi cô chú anh chị cùng em nhìn lại cái khu vực của cái phòng trên lầu ạ. Và cùng em theo chân đi xuống phía dưới luôn. Và em sẽ quay sơ lại cho cô chú anh chị cùng xem. Đây là vị trí của cầu thang, được làm bằng tay cầu thang gỗ nha cô chú anh chị. Được xài một cái đèn ngủ cầu thang cũng rất là đẹp luôn. Rồi em cũng xin nhắc lại cái diện tích của căn nhà này cho cô chú anh chị được rõ luôn, là cái diện tích căn nhà này có diện tích chiều ngang dài 4 dài 28,5 nha cô chú anh chị. Căn nhà gồm một trệt một lầu, 3 phòng ngủ, 2 toilet nha cô chú anh chị, có sân trước sân sau rất là rộng rãi luôn.
Dạ em cũng xin báo giá là cho cô chú được biết cái giá của căn nhà này luôn. Căn nhà này thì nó có gì nè? Nó có giá là 2 tỷ mốt 50 nha cô chú anh chị. Rồi, cô chú anh chị cùng em lia lại cái khu vực của tầng trệt này. Rồi một cái phòng khách này cũng rất là rộng luôn á cho cô chú anh chị. Phòng khách cũng rộng ra, một cái sân trước cũng rất là rộng luôn, sân trước còn khoảng 7 mét giữa 8 mét đó cô chú anh chị. Rồi, cô chú anh chị chờ em chút xíu nha, cùng theo chân em đi cái đường ra của cái căn nhà này. Rồi cô chú anh chị cùng em nhìn lại cái mặt tiền của căn nhà này nha. Rồi cô chú anh chị cùng em theo chân em đi cái đường ra của căn nhà nha. Con đường này cũng rất là rộng rãi luôn cô chú anh chị, là đường xe hơi. Đường xe hơi vô tới nhà nha cô chú anh chị. Đường cũng rộng rất là 4 mét luôn. Đường cũng rất là rộng nha cô chú anh chị. Và em đi ra đây là cái đường này nè cô chú anh chị. Cái đường bên tay phải của em là ra cái bến xe Hưng Long thì nó tầm khoảng 800 mét nha cô chú anh chị. Đường xe hơi chạy nha cô chú anh chị. Đường xe tải 8 tấn chạy được luôn á cô chú anh chị nha. Rồi, chờ đây, em cũng quay cái hướng bên tay trái của em. Thì cái đường này là nó ra đường tập đoàn 2 á cô chú anh chị. Tập đoàn 2 Long Phú đồ các cái chùa Long Trường á đó cô chú anh chị nha. Thì nói chung video cũng đã quá dài rồi, em cũng xin tạm dừng cái video tại đây. Cô chú anh chị có thiện chí về căn nhà thì cô chú anh chị alo em số điện thoại đường link phía bên dưới. Cô chú anh chị thích cái video này cho em một cái like và một cái đăng ký để em có được làm nhiều video khác nha. Rồi em cũng xin tạm dừng cái video tại đây, tại cái video cũng hơi dài nha cô chú anh chị. Chú anh chị thông cảm nha.